Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện không, đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện không, tự tánh pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn tám giải thoát không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì tám giải thoát không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì tám giải thoát không, tự tánh tám giải thoát không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn chín định thứ đệ không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì chín định thứ đệ không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì chín định thứ đệ không, tự tánh chín định thứ đệ không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn tịnh quán địa không cho đến Như Lai địa không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì tịnh quán địa không cho đến Như Lai địa không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì tịnh quán địa không, tự tánh tịnh quán địa không là không. Cho đến Như Lai địa không, tự tánh Như Lai địa không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn cực hỷ địa không cho đến pháp vân địa không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì cực hỷ địa không cho đến pháp vân địa không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì cực hỷ địa không, tự tánh cực hỷ địa không là không, cho đến pháp vân địa không, tự tánh pháp vân địa không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa không, tự tánh pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn năm loại mắt, sáu phép thần thông không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì năm loại mắt, sáu phép thần thông không, tự tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn 10 lực Như Lai không, cho đến 18 pháp Phật bất cộng không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai không cho đến 18 pháp Phật bất cộng không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai không, tự tánh 10 lực Như Lai không là không, cho đến 18 pháp Phật bất cộng không, tự tánh 18 pháp Phật bất cộng không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không, tự tánh pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không, tự tánh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bậc dự lưu lại sanh ác thú, bậc nhất lai lại thường sanh trở lại, bậc bất hoàn lại sanh cõi dục, các Bồ Tát lại sanh tâm tự lợi, A-la-hán độc giác Như Lai lại sanh thân đời sau cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bậc dự lưu lại sanh ác thú cho đến Như Lai lại sanh thân đời sau đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao?
Vì bậc dự lưu lại sanh ác thú, tự tánh bậc dự lưu lại sanh ác thú là không, cho đến Như Lai lại sanh thân đời sau, tự tánh Như Lai sanh thân đời sau là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn bậc dự lưu không, cho đến Như Lai không cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì bậc dự lưu không cho đến Như Lai không đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì bậc dự lưu không, tự tánh bậc dự lưu không là không, cho đến Như Lai không, tự tánh Như Lai không là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn danh tự giả dụ tưởng tượng thiết lập ngôn ngữ thuyết giảng cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì danh tự giả dụ tưởng tượng thiết lập ngôn ngữ thuyết giảng đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì tự tánh danh tự giả dụ tưởng tượng thiết lập ngôn ngữ thuyết giảng là không. Thiện hiện nên biết, có người muốn làm cho pháp vô tướng có xuất có trụ, chỉ vì muốn pháp vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi cũng có xuất có trụ. Vì sao? Vì pháp vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi đều không thể ra ngoài tam giới, cũng không thể đến an trụ nơi trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì pháp vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi, tự tánh vô sanh vô diệt vô nhiễm vô tịnh vô tướng vô vi là không. Thiện hiện nên biết, do các sự kiện này cho nên ta nói đại thừa ra ngoài tam giới đến an trụ nơi trí nhất thiết trí, rồi dùng pháp môn bất nhị làm phương tiện nên không xuất không trụ. Vì sao? Vì pháp vô tướng không động chuyển cho nên không thể nói có xuất có trụ. Hết quyển thứ 491.